xin chào các bác. Bây giờ là chuyển nghề, hôm nay thì em ở nhà đi bán súp, bây giờ chuyển sang nghề mới đây. Anh em có biết nghề mới gì không? Mới tạo được con xe này. Đó, tí hoài tí. Hai bánh bao đây. Ai già. Hai bánh bao đây. Ôi giời, ngon hơn Phương bán hoa này. Hai bánh bao, bánh bao đây. Từ sáng đến giờ thì cũng được 3 quả súp rồi. Đúng. Ai bánh bao đây. Bánh bao đây anh em ơi. Mua súp bán bánh bao đây. Mua súp được khuyến mại anh bao đây. Hai bánh bao đây. Anh bao, anh bao đây. Anh em ơi. Hai bánh bao đây. Trò nữa. Hai bánh bao đây. Hai anh bao đây. Chuyển nghề bán bánh bao đây. Bánh bao, bánh bao đây. Bánh bao, bánh bao đây. Ai bánh bao đây. Anh em nào mua súp vô đây, quả súp đầu tiên của B3 đã lên đường về. Ai với anh em đây. Gia Lộc. Ai bánh bao đây. Cái này có thẻ nhớ à? Ai bánh bao đây. Thẻ nhớ này nó chạy bằng cái gì? Ai bánh bao đây. Bánh bao anh em à. Ai bánh bao đây. Các bác xem là liệu em có chế cái loa này để đi bán loa không nhỉ? Ai bánh bao đây. Ai mua loa rẻ, loa đẹp về chạy khỏe đến đây. Ai bánh bao đây. Ok. Su hơi B3 đã chuẩn bị lên đường rất nhiều. Sáng nay em quảng cáo giới thiệu các bác rồi. Đây là thùng của nó này, nguyên chất bãi. Đấy. Những quả su B3 118D, hàng siêu tuyển. Hàng rất là đẹp. Vệ sinh, lau chùi sạch sẽ. Các bác nhìn cái chất của súp này. Nhìn thế này khác gì mua được súp mới. Đấy. Như này khác gì mua súp mới. Các bác nhìn chưa? Đấy. Trông ngon này mà. Ngon mẹ má. Ok, anh em nào có nhu cầu sử dụng súp hãy gọi cho anh Phương với số máy 097 199855. Xin cảm ơn người anh em đã tin tưởng và đến với trung tâm điện tử anh Phương. Anh à. Ok, xin cảm ơn các bác.